Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em có về được một đôi loa khủng long đến từ Mỹ ha. Đó là sạc Queen Vega DX9. Thì đối với dòng loa sạc Queen Vega, những dòng loa bass siêu mạnh, trep thì sáng, mid thì khỏi nói rồi anh em. Thì anh em thấy thì cái con này nó có một mid, nhưng mà cái mid đó là mid 16 cm, cho nên mid nó rất là lớn. Còn đối với những dòng như AT15 và D9 thì nó là 2 mid, nhưng mà 2 mid là 2 mid nhỏ, cũng gần như nhau. Về trep thì em này nó sở hữu một cái trep họng còi, cái đầu đạn là họng còi đầu đạn gan, cho nên tiếng trep em này rất là mạnh, rất là mạnh. Về củ bass thì so với D9 và AT15 thì nó mạnh hơn nhiều, vì công suất ra loa, công suất loa nó tới 400W trên một thân thùng, có nghĩa là một đôi nó tới 800W. Thì những đôi loa này nó anh em nào chơi bass mạnh thì phải chơi những công amply công suất lớn nè, kéo đẩy nè, nó mới khai thác được hết tiếng bass mạnh mẽ của nó. Và đối với những ai chơi nhạc nhẹ nhàng trữ tình thì chúng ta có thể ghép những amply cỏ thôi, có độ nhạy, tại vì loa nó có độ nhạy cực kỳ cao, lên đến hơn 100 decibel, cho nên nó rất là dễ ghép amply. Đây là những đặc trưng của sạc Queen Vega anh em nha. Đấy. Và hôm nay em về trong đôi loa trong tình trạng phải gọi là đẹp, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn trước mắt đẹp, rất là đẹp. Và gân thì đôi cặp gân này đã một em mới vừa thay ở tại Việt Hùng nha anh em nha. Việt Hùng. Và đây là cặp lưới căn zin của nó nha. Tem mác logo đầy đủ, mặc dù nó có hơi dơ một tí, em sẽ vệ sinh. Đó. Rồi em sẽ đi phần sơ lược về góc cạnh cho anh em ha. Đấy, anh em nhìn ha. Góc cạnh là ok, rất là đẹp luôn. Chỉ cần nhìn vào camera là anh đã biết rồi. Còn rất là đẹp, bass 40 cm nha, 1 mid 16 cm, cho anh em tha hồ hát hò nghe nhạc, chơi ở phòng 50 m² ha, rất là thoải mái. Và phía sau lưng của nó đây nè, sau lưng nó có hai cái lỗ hơi đó, ở dưới rất là to, một cái lỗ nó đường kính nó tới 10 cm, có là một tấc, cho nên anh em đã biết rồi, nó giống như là 380SE, nó sẽ có hai cái lỗ hơi phía sau rất là to như vậy để nó thoát hơi cho kịp với lò khi đánh ra tiếng bass nha. Và em cũng xin báo giá luôn về đôi loa, thì đôi loa này hiện tại em đang bán với giá là giá nếu mà em bán bao ship cho anh em thì giá nó là 32 triệu đồng, còn anh em nào tới chở luôn thì giá là 31 triệu ha, 31 triệu, 32 triệu là giá bao ship nha anh em. Đôi này thì nó hơi khủng long, nó hơi to. Về đường kính bề ngang nó lên đến gần như 50, khoảng 48 ha. Chiều sâu cũng vậy. Chiều sâu cũng vậy, và chiều cao nó đâu đó nó khoảng 90 cm. Cho nên nó rất là gấu và rất là to. Thì em này vận chuyển thì phí nó rất là cao. Đó. Thì em có hai mức giá cho anh em chơi. Còn tuyệt đẹp anh em ha. Những đôi loa này là những đôi loa hot của sạc Queen Vega đây. Và hôm nay em sẽ mời anh em nghe thử một đoạn rumba nhé. Rumba đối với sạc Queen Vega, và ghép cùng nó là con amply Samsung 900db. Thì có con này thì nó công suất nó lớn, nó mới đẩy được em này ra cho nó phê anh em nhé. Và sau đây mời xin anh em nghe. Thank you.
la phong của em nó đang rè. Và ở đây hiện tại cho em đi mức bass em để mức 6 thôi nha anh em, mức 6 thôi. Nó rất là mạnh luôn. Đó anh em ha. Rồi thì đối với đôi loa này nó chơi rất là khủng nha anh em. Thì cho anh em nào yêu mạnh mẽ ha, chép sáng tơi, mic rất là rõ, kèm theo tiếng bass rất là uy lực. Đấy, thì em cũng xin nhắc lại giá, thì giá là 32 triệu đồng, giá là bao ship cho anh em. Anh em nào tới trả luôn thì giá là chỉ 31 triệu thôi nha. Rồi, tới đây em xin kết thúc, và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 03436 12345. Em ship hàng toàn quốc. Và có hai cái hạn mức cho anh em chốt hàng. Thì đối với anh em nào chuyển hàng đủ, chuyển tiền đủ thì em sẽ bao ship. Và anh em nào ship cọt, lưu ý chuyển trước em 20% và em không bao ship nha. Ở đây em xin kết thúc và xin cảm ơn em rất nhiều.